sai, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách xóa người dùng, thì mọi người có thể nhập trực tiếp cái người dùng mà mọi người đã cài lên hoặc là nhập cái số thứ tự. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bấm sao, sau đó nhập mật khẩu admin lên, bấm thăng, rồi sau đó mọi người bấm số 2. Nếu mà mọi người nhớ được cái số thứ tự á, thì mọi người bấm cái số thứ tự, còn nếu mà mình không nhớ số thứ tự thì mình sẽ nhập trực tiếp cái con tay đó lên luôn. Rồi mấy bé như vậy là đã xóa thành công nha. Rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn mọi người cách xóa người dùng khi mà mọi người có lưu lại cái số thứ tự á. Ví dụ ở đây mình có một cái con tay này. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ xóa cái con tay này. Đầu tiên mọi người chạm cho sáng lên, sau đó mọi người bấm sao, nhập mật khẩu admin vào. Rồi bấm thanh. Rồi lúc này mọi người bấm số 2. Sau đó mọi người nhập cái số thứ tự lên. Thì cái con tay của mình là số 5. Sau đó bấm thanh.